Mai cho tủ lạnh nó cũng chẳng kịp lạnh đâu. Chị xuống bật cho em đóng bên dưới kia đi. Đừng cho tủ lạnh, cái tủ lạnh ăn mốt răng á. Không cho nó bể cái nhẩu nó yêu thương như này. Các bạn ơi, thức gì mà này nọ nhá. Máy của bạn Huyền đâu rồi? Tớ mượn tớ đọc cái comment này. Em lên giờ vàng cho các bác quà siêu phẩm. Em vừa cắt bao xong nhá. Cảm ơn chị Yến Minh lên chỗ này. Cảm ơn cái bánh. Buồn làm thêm. Lại để liền. Huyền ơi, mình bị thế lâu chưa Huyền? Đâu vui cười. Về rất là nhiều áo đá đẹp. Xinh ơi là xinh, lừa quần chip xịn đấy chị nhá. Quần chip xịn em đăng bài ấy ạ. Thì nó vừa mới về xong là em phải lên luôn các bác. Để các bác tiện để các bác lấy kèm đơn luôn, cho nó đỡ chuyển cước nhá. Các bác có live stream cho em xin một lượt chia sẻ với ạ. Lên luôn quần chip xịn được không ạ? Các chị ơi, thả tim cho em cái nào. Em chào chị Nguyễn Hồng Hà nhá. Không biết là giờ này có ai xem không thì em cứ bật like lên nhá. Có ai săn được giờ này thì các bác lấy luôn nhá các chị nhá. Toàn hàng đẹp thôi. Mẫu mới tinh, mẫu mới về các bác ơi. Chào chị Diệu Hoa, Hương Giang Phạm, em chào chị nhá. Đấy chưa? Phân chị phân mẫu rồi đây, bây giờ bỏ đây chị luôn đi. Lên đưa cho chị cái quần chip hàng đẹp đi. Hàng mà hôm nay em có đăng ở trên trang mà các chị hỏi em rất là nhiều. Áo này á, áo này 139.000 chị ơi. Áo em mặc là 139.000 một cái, còn nguyên màu trắng. Áo em đang mặc còn nguyên màu trắng thôi. Phông form dài á. Không có dài, có form kiểu form rộng dấu quần thôi chị ạ. Đâu, đây đâu, ít quần chip đây nào. Hôm nay về được 2.000 quần chip, đẹp lắm. Lên chip đi em, rồi ok chị. Đây các chị này. Cái mã này em hết hàng là cách đây phải tầm nửa năm nay rồi mới về được. Đúng không ạ? Mà hôm trước là còn, hình như là còn một lố, các chị tranh nhau cũng có. Đấy, các chị nhớ cái quần này không? Đấy chứ, các chị nhớ cái lố chip đấy không ạ? Em hết hàng nửa năm nay bây giờ mới về được hàng. Thì ạ, về một cái là em phải lên luôn, em khoe các chị. Đấy chứ ạ, về cái phải lên luôn. Các chị ơi, quần chip này các chị nhá, mặc gọi là sướng tê người luôn. Đấy chứ ạ, phải gọi là sướng tê người luôn ạ. Và các chị vẫn đang mua mức giá bên ngoài ạ, 60.000 một cái. Các chị nhìn hàng này. Để chị ạ, xinh ơi là xinh luôn ạ. Về toàn màu đẹp thôi các chị ơi. Lên mã lên đơn cho là chip ạ. Chip này là chip mấy? Chip 5 nhá. Có, chip 4. Mã này các chị coi là chip 4 cho em. Chip 4 và kèm theo số điện thoại cho các chị lên đơn ạ. Chip 4 và lên số điện thoại cho các chị mình nhanh tay nhá. Tại vì là em chỉ có đúng 2.000 quần thôi. Để chị ạ, nó rơi khoảng tầm là 200 lố. 200 lố, mỗi lố là 10 quần. Các chị nhìn hàng này, toàn màu đẹp thôi mà. Cái form này các chị gầm khoảng là dưới 60 cân nhá. 40 cân hay dưới 60 cân đổ về. Các chị có mình là chip 4 và cách số điện thoại cho em. Đó. Ngoài thị trường em bảo rồi, các chị mua giá không bao giờ có giá em bán các chị đâu. Và mã này em phải nhập, có nghĩa là em phải ôm tất. Để chị ạ, có bao nhiêu ôm hết thì các chị mới được giá này. Ok chị ạ, một lố là 10 quần. Em cho các chị xem cái bảng màu này. Em cho các chị mình xem cái bảng màu quần chip này mặc siêu tích luôn. Trực tiếp với chị Hải Yến ơi. Trời ơi, cái giờ này ạ, à, lên toàn siêu phẩm thôi, em vừa cắt bao xong, các chị nhìn hàng này, xinh ơi là xinh, đấy chưa ạ, đây các chị này, 310.000 một lố cho em, đấy chưa ạ, em bán tặng trên lành, em là 300.000 đồng một lố 10 quần, các chị có may là chip 4 á, kèm theo số điện thoại, em bao giá các bác luôn, em bảo rồi ạ, à, giá em bán các chị thì em bao giá về chất lượng và giá cả luôn ạ, à, cho các chị so sánh giá thoải mái.
Đấy, hết hàng nửa năm nay mới có. Các chị này, em có hàng phát về em phải khoe các chị luôn và các chị chốt luôn nhá. Ok chị ạ, chip 4 cho em 310.000. Live buổi tối mà đông quá là không có hàng để chốt. Tại vì cái này về là khách xỉ em, khách xỉ như em đã tách gần hết rồi. Khách xỉ đã tách gần hết, các chị nhìn cho em một con áo. À còn một con quần chip này. Mặc gọi là nhẹ tanh luôn. Được chị ạ, mặc gọi là nhẹ tanh luôn ạ. Lên mã sản phẩm chị là chip 4 các chị nhá. Áo trắng này 62 cân có vừa chị ơi. 65 cân thì quần này mặc hơi chật. 56 65 cân thì 596 525. Dưới 60 cân thôi. Dưới 60 cân là em chốt đơn hàng ạ. Lên mã đây đây là chip 4 cho em. Xinh lắm, tím này áo đá sau. Quần chip này phi size chị ơi, co giãn mà chị. Các chị nhìn cho em cái bản cạp của nó này. Để chị nhìn cái cạp quần của nó cho em ạ. Cạp to, ghen bụng cực tốt. Ngày trước là em đặt là cái mã là quần ghen bụng ấy. Nhưng mà đợt này về sẽ là chip 4 tại vì rất là nhiều mã chip khác nhau, thì hôm nay là mã này là mã thứ tư rồi. Mã thứ tư em sẽ đặt mã là mã chip 4 cho em. Chip 4 và kèm cho số điện thoại cho các chị chốt đơn hàng. Đẹp lắm luôn em về. Được chưa ạ? Nó tắc biên hàng bao nhiêu ngày tháng rồi, xong là nửa năm nay mới có mã này. Các chị nhìn bảng màu của nó luôn này. Bảng màu siêu thích luôn ạ. 310.000 một lố 10 quần. 10 quần chị em mình mặc thoải mái tên tên cho em. Đấy, tính ra có 31.000 một cái, các chị mua ngoài giá lẻ là 60.000 một cái cơ. Mua ngoài giá lẻ 60.000 một chiếc. Để chị ạ, 600.000 một lố, em tặng các chị 310.000 lố rẻ hơn ngoại trường nửa tiền. Ok chưa ạ? Nguyễn Huế đặt lại chị ơi. À, xỉ mấy lố á? Nhà em xỉ từ khoảng là 5 lố chị ơi, xỉ từ 5 lố đi. Xỉ từ đầu 5 lố đi chị ơi. Mã hàng cho em là lố chip này chip 4 cho em. Ok chị Ninh Hoàng ạ, Ngọc Tình có này chị. Loan Trọng lên số điện thoại chị ơi. Loan Trọng comment số điện thoại ạ, chị Nguyễn Huế đặt lại cho em rồi. Các chị nhìn hàng cho em rồi ạ. Mềm ơi là mềm luôn. Đấy, tại vì lâu lắm em mới về được hàng, phải lên luôn khoe luôn các bác đây ạ. Chip 4 cho em ạ, giá các chị ngày hôm nay sẽ là 310.000 đồng. Chị Hoa Ban Trắng, chị Nguyễn Lan, Ngọc Vũ, Dèm Hương Quỳnh, Thanh Hoài rồi ok chốt đơn. Các live stream khác bèo nhèo cũng phải tầm khoảng 370-380 một lố. Em tặng các chị trên live nhà em là 310.000 một lố. Ok chưa ạ, một lố 10 quần ạ, siêu thích luôn, mặc nhẹ tinh tinh luôn. Mà nó không bị hằn gân quần các chị nhá, các chị nhìn hàng này. Mặc lên nó không bị hằn gân đâu, mà nó rất là nhẹ luôn, các chị cảm giác như là mình. Em nó không phải nói điêu mà các chị cảm giác như kiểu là mình nhiều khi là mình quên là mình đang mặc quần chip luôn. Đây mà cái quần này nó sướng quá. Đấy chị ạ, nó nhẹ quá các chị ạ. Lên mã hàng cho em là chip chip gì ạ, chip 4. Chị làm bụng to nhá. Đấy chị ạ, bụng to nó ghen bụng chị em mình. Các chị nhìn cho em cái cạp của nó này. Ok, nhìn cho em cái cạp của nó luôn, cạp to cho em. Đó, nâng bông ghen bụng cực tốt luôn. Mã này của nó là em gọi là quần quốc dân ấy. Quần quốc dân tại vì là rất là nhiều shop bán. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không có giá này các chị đâu. Chắc chắn là không có giá này đâu ạ. Lên mã sản phẩm cho là chip 4 cho em. Ok chưa các chị ơi. Mức giá hôm nay cho các chị là 310.000 đồng. 62 cân là 62 cân là tùy vào cái vòng mông của các chị nữa. Chị Hoa Hướng Dương, Hiền Lê, Thu Hải rồi ok. Chị Hồng Xoan ok, chốt đơn hàng ạ. Chip 4 kèm số điện thoại. Tiếp theo cho em nhá. Hôm nay em bảo rồi, em chỉ có đúng 200 lố là 2.000 quần thôi. 200 lố chip. Được chưa ạ? Của một mã này em phục vụ các chị vừa mới về hàng xong. Bây giờ lên các chị một mã áo đá nữa các chị nhá. Áo em mặc là mã gì? Áo em mặc còn nguyên màu trắng thôi. Em chỉ còn nguyên màu trắng, em còn sót mấy cái màu trắng thôi. Lắc nào lấy chip 4 tí nữa các bác là. Bây giờ các bác lên mã hàng với số điện thoại cho em. Xong là các chị tí em like xem mẫu nào các chị thích thì các chị lấy kèm đơn hàng luôn nhá. Các chị mình thích lấy kèm đơn hàng luôn cho em này, cứ một lố nha, em sẽ đóng các chị màu như thế này luôn. Được chưa ạ, cứ một lố màu như này luôn ạ. Mã hàng là chip 4, đó là cái mã. Thì là mã hàng bao nhiêu đây? Lên mã chip 4 đi. Ừ, 1x hay x. Cái đấy. Rồi, cái mã này các chị cứ lên là mã chip 4 cho em. Chip 4 cộng cho số điện thoại thì là các chị chốt đơn hàng nhá. Xinh ơi là xinh ạ, chị nào nhanh tay thì có thôi. Thực sự luôn, chị nào nhanh tay có luôn ạ. Thì Lê ạ, Anna Nhiên có, Thí Lập có, chị Mai Ngọc ok em chốt đơn hàng. Bộ thể thao em có, tình yêu ơi. Bộ thể thao em có, chị Hồ Thắm ok chốt thùng khẩu trang. Thùng khẩu trang hôm nay nhà mình còn ít thôi. Được chưa ạ, thùng khẩu trang em còn ít các bạn nhá. Hôm nay cho các chị giá nốt là 100 à? Đang là 165 à? Ồ 155.000. Giờ vàng. Thì chị ạ, giờ vàng luôn ạ, thùng khẩu trang tặng các chị giá 155.000 một thùng 300 cái. Ok chưa ạ, nhớ cho em là like nào mình chốt like đấy giá đấy thôi em thôi các chị nhá. Like nào chốt like đấy giá đấy cho em thôi. Thì chị ạ, ngày hôm nay ạ, giờ vàng cho các chị giá 155.000 một thùng khẩu trang 300 cái. À phông trắng size M bao tiền á, phông này á? Phông này một size mà chị, phông này một size, chị Huệ Dương có, bò giấy em có, chị Nguyễn Thê ok, chốt đơn Lê Mận có đơn hàng này. Mã hàng cho em là
À, dây cấu hết hàng chị ơi, chip 4 là 310.000 tình yêu ơi. Chip 4 là 310.000 đồng, các chị nhìn hàng cho em này. Chip 4 và kèm ra số điện thoại cho em. Chuẩn xịn luôn, nhận hàng kiểm tra hàng trước thanh toán luôn em. Để chưa ạ, nhận hàng kiểm tra hàng cho em trước thanh toán chịu nhá. Giá này em bán giá số lượng đấy. Chứ còn bên ngoài trường các chị mua một cái này mức giá là 60.000 một chiếc. Các chị mua cả lố này tính ra là 600.000 một lố cơ. Được chưa ạ, em tặng các chị cả lố nhé, em sẽ không tách xét nhá, không tách xét. Mã này em bán riêng cả lố luôn. Là gì ạ, 310.000 một lố. 310.000 một lố chip cho em mã chip 4 kèm theo số điện thoại ạ. Rồi bác này lấy khẩu trang lên đơn nhá. Em còn ít thôi, em tặng các chị nốt là 155.000 đồng cho một thùng khẩu trang. Áo phông trắng mã này là một size chị ơi. Mã này là mã gì ạ em ơi? Lên thế không còn là mã AT rồi. AT bao nhiêu rồi này ơi? Mã này các chị comment là mã H1 đi. Được chưa? H1 và kèm theo số điện thoại cho em. H1 và lên số điện thoại cho em và các chị mình lên đơn à. Đây các chị này, toàn bộ hàng cùng zip cho em mà tay của nó sẽ là tay săn gấu. Tay này của nó sẽ là tay săn gấu. Các chị lên mã sản phẩm cho em là H1 các chị ơi nhá. Tầm khoảng là 60-62 cân. Ok, chặn 60-62 cân đổ về em chốt đơn hàng. Lên mã lên đơn cho là H1 và kèm theo số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn. Áo này là 139.000 đồng một áo. Ok, chặn 139.000 đồng, chất nó nhẹ mà nó mát lắm các chị yêu nhá. Em còn nguyên trắng thôi, tại vì màu trắng em nhập nhiều nhất. Rồi hai lối chị với khẩu trang, ok chị Hồ Thắm. Em bảo thật luôn là thi thoảng một cái mã này để chặn thì các chị mình cứ lấy mình để dành cho em mình mặc dần. Tại vì là quần này để không vấn đề đúng không? Để thoải mái cho em. Để mình lấy mình mặc dần hoặc là chị em mình mềm mua về mình chia nhau. Để chặn hai người mua chung nhau. Đấy, H1 em hết nhá chị nhá. Còn bằng này cái thôi, cho các chị giá là bao nhiêu? 139.000 một áo. Để chặn 139.000 đồng cho em một áo mã H1 là mã áo em đang mặc các chị này. Đúng rồi, chiếc cặp vừa chị ơi, nó không phải cặp cao quá đâu. Nó không hẳn là cặp cao quá. Đấy chị ạ, nó sẽ là kiểu là dọc đến rốn như này chị này. Đây chị làm bụng to nhá, nó cảm giác là mình ghen bụng cực tốt luôn. Nó gần như kiểu cái quần ghen bụng của chị em mình ý. Đấy thì nó cặp to như này đấy các chị này. Em tha thiết mời các chị luôn. Nhưng mà nó mỗi tội là nó về được khoảng đúng 200 lố. Nó rơi khoảng tầm 2.000 quần. 200 lố là 2.000 quần, tại vì mỗi một lố là 10 cái. Mỗi lố là 10 cái như thế này, trong một lố nó sẽ là màu ngẫu nhiên như này luôn. Được chưa ạ? Đóng mẫu màu ngẫu nhiên như này luôn. Cho các chị mức giá là 310.000 ạ. Lên mã lên đơn cho là lố chip 4 ạ. Chip 4 và kèm ra số điện thoại cho em. Xinh ơi là xinh luôn, có đi lượng tí em lên sau. Giá xỉ bao nhiêu thì chị gom. Chị ơi tại vì giá này là giá chạy số lượng nhá, cho nên là giá xỉ em sẽ không bớt được nhiều đâu. Nên là mình cứ inbox vào trong cái trang page em đang like ấy để em sẽ báo giá xỉ cho chị, chứ em không báo giá xỉ trên like đâu. Em không báo giá xỉ trên like. Tại vì là em bán giá xỉ đây là em gọi là nhiều khi là các chị đang bảo là em hơi bị phá giá. Được chưa? Em hơi bị phá giá một chút. Tại vì bán rẻ quá, gắn rẻ quá. Cho nên là chị nhắn tin em sẽ báo giá xỉ nhá. Ok chưa? Rồi ôi các chị ơi giá này ạ, các chị nhập buôn không có đâu. Nhập buôn giá, nếu mà nhập số lượng ít là không có. Tại vì bọn em phải nhập mấy nghìn quần một lúc mới có giá này chị ơi. Chứ còn nhập mà mấy lố, 50 lố thì không có giá này đâu chị ạ. Toàn mức giá là nhập trên 300.000 hết. 155. Rồi xuống cho các chị hôm nay khẩu trang 155.000 đi. Bán gọi là bán vui vui giờ này. Bán vui vui giờ này luôn. Còn chip 1 không em? Em còn chip 1 đấy chị ơi. Em còn nhá. Tiếp theo cho em này. Một mã áo đá nhá. Đấy. Em bỏ mẫu đấy. Bảo hôm nay về giờ vàng là toàn hàng VIP thôi. Đấy chứ ạ, về giờ vàng là về hàng VIP cho các bác luôn này. Các chị nhìn cho em một con áo đá xịn này. Đấy chứ ạ, một con áo đá xịn. Tại vì hàng này em về nó không có được số lượng nhiều ấy. Mà like giờ này là ít người xem cho nên là em mới có hàng cho các chị đấy. Chứ còn là like và đông đông người xem, 1.000-2.000 người xem là không có hàng để chia cho khách. Nên là khách hàng cứ trách mãi. Đây các chị nhìn cho em này. Xinh ơi là xinh luôn ạ. Nhìn cho em một con áo đính đá hàng VIP cho các chị yêu nhá. Mã hàng trên là mã H2. Ok chị ạ, H2 và kèm với số điện thoại cho em. H2 và lên số điện thoại ạ. Còn xà phòng không em cho chị 2 can nhé. Tôi chết rồi, nước giặt em hình như hết rồi sao ấy. Nước giặt hình như còn đúng 2 thùng. Chip để ngày mai để em xem là hàng hóa thế nào đã. U rồi ôi các chị ơi. Các chị nhìn hàng cho em này. Một con áo gọi là xuất sắc luôn nhá. Ok chưa ạ, mã này các chị comment là mã H2. H2 cho em màu xanh này. Cái này nó đánh là size 1X2X nha các chị nhá. Size 1X2XL. Màu trắng này. Đấy chưa ạ, tông màu đen. Màu đen không biết là có size bé không đây. Ừ 1X đây, màu đen này. Và gì ạ, tông màu hồng. Và tông màu hồng cho em. Lên mã lên đơn kia là mã H2 kèm theo số điện thoại.
Bốc cái này xuống cho chị em ơi. Chip 4 là có 310.000 một lố thôi. Vừa rẻ vừa đẹp. Giá này thì em bao giá toàn thị trường luôn. Một cái mã quần chip của nhà em, em bảo là mã đấy là mã quần quốc dân ấy. Đây là cái mã quần quốc dân mà em bán gọi là không chán tay luôn, mà đợt trước của nó là 350. Bây giờ xuống các chị giá là 310.000 một lố. Đúng không ạ? Đấy, xỉ nhanh tay nhá, tại vì là không có số lượng nhiều đâu. 2.000 quần em bảo rồi ạ, chỉ trong vòng một nốt nhặt em hết hàng. Nếu mà em đã bán giá như thế. Đây các chị lên mã này cho em này. Em thử màu xanh luôn nhá. Em thấy cái màu xanh này em kết quá này các chị này. Kiểu màu mới mới đính đá cho em. Ôi rồi ôi, các chị nhìn qua cho em rồi. Để chạm nhìn qua cho em nhá. Mã H2 cho em, kèm cho số điện thoại ạ. Đây các tình yêu. Các chị nhìn màu này. Đây là cái màu bên ngoài nó sẽ đẹp hơn trên line nhá. Các chị nhìn cho màu xanh này. Xanh, trắng, hồng, đen, 4 màu. Form này chốt đơn các chị từ khoảng là 45 cân đến 65 cân. Ok chị ạ, 45 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. H2 và cách số điện thoại trên mà các chị lên đơn. Từ từ em báo giá đó các tình yêu. Thề luôn em chưa báo giá, các chị cứ H2 ầm ầm thế này ạ. Ôi em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em nghĩ là live giờ này là không có người xem, nhưng mà các chị cũng vào rất là đông luôn. Mã H2 cho em nhá. Em tặng các chị trên live nhé, em là 100 ạ. 55.000 một áo. Ok chị ạ, 155.000 đồng hàng áo VIP cho em. Hàng đá xịn sò luôn. Đấy mà đá cái hình của nó rất là trẻ trung luôn các chị ơi nhá. Hình trẻ trung luôn. Đá gọi là đá ép nhiệt cho em ạ. Rất là sáng các chị ơi. H2 các chị chọn màu này. Màu đen này. H2 cho em tông màu đen. H2 màu xanh, H2 màu hồng, H2 màu trắng. Mã này em có size 1XL, 2XL nhưng số lượng nó sẽ có rất là ít thôi. Đúng rồi, quần chip tập cao, chị Nguyễn Huệ ơi, mã H2 cho em đi. Đây các chị này. Xinh ơi là xinh luôn, các chị nhìn qua tem túi mác của nó các chị biết. Ok chưa ạ, hàng săn được gọi là giá đẹp luôn các chị cũng nhắc. Giá là 155.000, các chị đang mua 250 giá thị trường mã này. Được chưa ạ, các chị đang mua phải tầm 250 một áo. Các chị nhìn xem cái màu hồng, hồng và hồng đậm nhé các chị nhé. H2 hồng đậm này. Lên mã lên đơn và kèm cái số điện thoại cho em. Em ơi cái đá của nó sáng dã man. Được chưa ạ? Đá nó sáng dã man luôn mà chất này các chị nhá. Cổ phong bọc viền cho em. Cổ phong bọc viền này các chị chọn cho màu hồng này. Và các chị chọn cho em ạ, tông màu trắng. Các chị chọn cho em tông màu trắng ạ. Giá trước trên này em là 155.000 một áo. 155.000 đồng một áo. Lên mã lên đơn và kèm số điện thoại em thử màu trắng luôn nhá. Đó xanh hết rồi các chị này. Xanh hết luôn. Vì toàn màu mới, màu đẹp thôi. Ôi đỉnh cao của chất lượng, thực sự luôn. Được chưa? Toàn siêu phẩm thôi, mã H2 cho em. Các chị chọn trên màu trắng, chất mát lạnh luôn, chất cốt tông lạnh cho em. Dòng cốt tông lạnh, ok, chích 41 lố này. H2 xanh hồng đậm, ok, cho Phạm Minh Thu, có Nguyễn Thủy, có Nguyễn Huế, rồi ok, em chốt đơn hàng. Các chị cứ lên mã hàng nhá, em sẽ không đọc tên nữa đâu ạ. Tại vì em sẽ tua nhanh, để chạm giờ này em sẽ lên nhanh thôi. Đấy, giờ này sẽ lên nhanh các bác luôn ạ. 155.000, em định để tối mới like cơ, nhưng mà em thấy nó đẹp quá, xong là ngồi buồn buồn thì em lại bật like lên like cho các bác giá này luôn các chị nhá. 155.000 một áo, tại vì số lượng nó quá ít luôn. Mỗi mẫu nó chỉ có vài chục áo thôi. Chị Thúy Phạm, ok. Chụp quần chip chị Thắng Quân, comment em là chip 4 đi. Nguyễn Thị Miên có, ok. Chị Ngọc Tình có đơn hàng, em qua mẫu luôn nhá. Hồng thì có ít này. Ok, chị Hồng có ít thôi. Các chị nhìn hàng giúp em với. Lên mã lên đơn, cộng theo số điện thoại cho em. 155.000 một áo đá. Đá của nó, hình của nó kiểu hình trẻ trung nhưng ai cũng mặc được. Để chưa ạ, hình trẻ trung, hình cái túi sách này ai cũng mặc được, trẻ mặc được, trung mặc được cho em. Dưới 65 cân em chốt đơn nhé, nó sẽ có là size 1X2X. Nó tương đương với size M, size L hoặc là size LXL gì đấy. Đấy nó có hai size, để các chị cứ tầm 45 cân đến 65 cân thôi, chốt đơn ạ. Hạnh Lê có, Phượng Loan có, Vang Phi Yến có, Mai Thoa rồi, ok. Tôi qua mẫu đem ơi, có ít thôi. Để chưa ạ, có ít em sẽ tua nhanh nhé. Để chưa ạ, có ít tua nhanh luôn, toàn bộ đá hàng Quảng Châu. Siêu xịn luôn, tiếp cho em mặc mã này đi. Tiếp một mã này cho em này. Cái em chỉ có 3 màu là xanh. Để chạm màu xanh, màu trắng, màu đen. Chữ DG này là chữ đinh đá cho em. Để chạm chữ DG là chữ đinh đá. Các chị lên mã sản phẩm trên là mã H3 các chị yêu nhá. H3 và lên số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng. Rồi 65 cân có size vừa. Các chị cứ lên mã hàng giúp em nè. Em cảm ơn nha. Em cảm ơn Nguyễn. À em cảm ơn chị Hồng Xoan. Chị Nguyễn Nghiệp có, Mai Toa, Thúy Lập có đơn ạ. Đây các chị ơi. Đây.
Các chị nhìn này, chữ đinh đá cho em. Để chạy chữ đinh đá ép nhiệt cho em nhá. Chất xuống lắm các chị ơi. Bác nào đã mua cái dòng áo đá như của em các chị biết đấy. Đấy chị ạ, thi thoảng mới có hàng về thôi. Các chị nhìn trên màu xanh này, đấy chị ạ, và cho em màu trắng này, xanh trắng đen ba màu nhá. Mã này các chị có mình là H3, kèm theo số điện thoại cho lời lên đơn. Đây thử H3 luôn. Các chị từ từ nhá, tại vì là có tầm khoảng 5 mẫu cơ. Có tầm khoảng 5 mẫu. Thì em sẽ lên các chị xem là màu xanh trước đi. Để chạy lên màu xanh trước đi, tại vì màu mới em sẽ lên trước nhá. Tay đinh đá cho em này. Để chạy chữ đơn giản. Để chạy chữ đơn giản thôi, nó không có là cầu kỳ lòe lòe quá đâu. Đây, đây là em mới mặc đơn giản mặc cái quần short như này thôi. Cái trạng dáng này nó không phải crop top thì ai cũng mặc được. Để các chị lên đơn hàng cho em ạ, chất co giãn cho em. Chất co giãn các chị ơi nhá. Lên đơn hàng cho là H3 và kèm số điện thoại. Các chị chọn cho em tông màu xanh này. Màu xanh, màu trắng và màu đen. Đấy, bằng tiền nhau, có cổ thế lên sau chị ơi. À, chị Trinh Đinh ơi, chị phải gọi vào số nhân viên bạn ấy vừa chốt đơn cho chị, chứ bây giờ em không biết là bạn nào chốt đơn cho chị để dồn đơn đâu. Các chị chọn cho em màu đen này và chọn cho em màu trắng, ba màu cho em xanh đen trắng. H3 em tặng các chị trên line em là 155.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 155.000 đồng ạ. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại nhá. À, khung cổ loại đẹp size L hình như là vẫn còn đấy chị ơi, để tí em kiểm tra luôn nhá. Chắc là còn. Đây, các chị nhìn cho em màu này. Để các chị nhìn hàng cho em này. Lên đơn hàng cho là H3 các chị yêu nhá. H3 và kèm theo số điện thoại cho là mình lên đơn ạ, 155.000 đồng. Các chị nhanh tay mã này cho em. Hết là hết luôn, em không có bù hàng, không có hàng bù đúng không ạ? Bao nhiêu cái chữa 155.000. Vi Kim Hạnh ok chốt trắng đen. Để chị ạ, chị Ngọc Mai Ngoan full xăm có này. Tí lên phong có cổ sau, phong có cổ là hàng của nó cũng là hàng Quảng Châu, nhưng mà bây giờ em còn lẻ sai ấy, thì tí em sẽ lên sau nhá. Đây mã này các chị lên đơn hàng chứ là H3 đi ạ. H3 màu đen, để chị ạ, H3 màu xanh và H3 màu trắng. 155 một áo, dưới 65 cơ đem chốt đơn. Để chị ạ, dưới 65 cơ đem chốt đơn hàng ạ. Kim Giáp Lê, chị Vương Hiếu ok em chốt đơn hàng này. Đây thử cái màu đen, nó lại chưa lên cái màu đen đúng không? Đây thử màu đen cho các bác luôn. Mặc sơ pin cũng đẹp mà các chị mặc vuông cũng đẹp luôn. Đấy chị ạ, mặc cái quần sóc bò hay là chân váy hay sóc vải hay là quần jean các kiểu luôn, rất là xinh luôn các chị yêu nhá. Rất là dễ mặc tại vì nó dòng áo phông co giãn mà. Đấy. Quần đùi đây chị Hoa Hồng Dương này, đây quần sóc đây. Đấy sóc bò đi ạ. Sóc bò là mã Q093. Sóc bò là Q093 là 260.000 một quần đây. Quần này 260 này. Chị Nguyễn Mạnh Hùng có này, chị Huệ Dương có màu trắng này. Đây chị nào chốt màu đen lên đơn nhá. Chị nào béo không thích màu sáng các chị lấy màu đen này cho em. Đây các chị mình lấy màu đen này cho em. Ok chị ạ, chị nào chốt có mình là H3 cho màu đen nhá. Trời ơi, còn hơn 100.000, 150.000, 155.000 một cái áo mà nó đẹp như thế này. Ánh Lê ạ, Vinh Hoàng Thị chốt đơn ạ, Tô Thanh có, Ngọc Anh có, này Loan Bùi lên số điện thoại chị ơi. Tại vì là những cái dòng này nhá, thì các chị em mình giặt nó không bị bong đá. Đấy chạm, nó không bị rơi bong đá như kiểu cái hàng kiểu là hàng rẻ các chị yêu nhá. Mà những cái mã này các chị mua ngoài toàn hơn 300 mà, toàn hơn 300.000 một cái hoặc là 250. Đấy chạm, 350 ạ, à quên 250 hoặc là hơn 300.000. Đây mã này các chị chuyển cho là mã H3. Lan ơi chị thấy có mấy mẫu quần chip, có mẫu nào form nhỏ không em? Có đấy chị ơi. Cái mẫu mà chip 4 cũng là form vừa mà chị 40 cân đến 60 cân là các chị mặc vừa cái mã đấy. Rồi ok em qua mẫu luôn nhá. Em qua mẫu này. Tiếp theo cho em ạ, một mã mới về. Một mã mới này luôn. Cái này của nó là áo giọt lệ các chị này. Áo giọt lệ mã này các chị có là H4. H4 và lên số điện thoại. À có một mã quần chip ren nữa đi. Đây các chị ơi. Ok chị ạ, mã này H4 thì cái này các chị mặc có quần sóc trắng cũng đẹp. Đó, đây chị màu trắng này. Màu này em gọi là màu rêu của chị nhá, màu rêu màu bố đội ấy. Màu này màu bố đội cho em này, chất nó rất là mát luôn. Lên mã lên đơn cho em là mã gì nhỉ? Mã này là mã H4 cho em đi. H4 cách số điện thoại cho em. Là các chị mình chốt đơn hàng. Siêu xinh luôn mã H4 nha. Con này thì quá là VIP luôn. Cái trạng xinh ạ, đơn giản, trơn xinh đơn giản. Ôi con này trông thế mà mặc lên đẹp dã man luôn này.
ơi. Thề luôn ấy, con này trông vậy thôi, mặc lên người gọi là nó nét như thế này mà các chị này. Mã này các chị lên đơn hàng chỉ là H4 nhá các chị đâu nhá. H4 kèm theo số điện thoại. Em đang có màu trắng. Đấy chứ ạ, em đang có màu nâu, màu rêu và trong màu đen, 4 màu cho em. Hôm nay trước các chị mình tầm khoảng là 60 cân đổ về nhá. 40 cân đến 60 cân em chốt thôi. Từ 40 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn hàng. Mã này là 145.000 đồng một áo. Ok chưa ạ, 145.000 đồng các chị chọn cho em màu nâu này. Chất mát lắm các chị nhá. Đây là chất của nó chất thun lạnh ấy. Chất thun lạnh rất là mát luôn. Lên mã hàng sẽ là mã H4 này ạ. H4 đơn hôm qua chốt là đi đơn rồi chị ơi. Chị Nguyễn Hiền nhá. Đây mẫu H4 cho em. Cái này là kiểu là hình cái giọt lệ ấy. Để chạy hình giọt lệ cho em. Lên mã sản phẩm cộng với số điện thoại trên mình chốt đơn hàng. Con này các chị mặc cái loại quần short là quá hợp lý luôn này. Đấy chứ ạ, đẹp ạ, sơ vi cũng đẹp, các chị để buông, đẹp để buông bình thường này nó không bị ngắn quá. Để buông bình thường cho em như thế này nó không bị ngắn quá. Lên mã lên đơn cho là H4 và kèm ra số điện thoại cho em nhá. 145.000 một áo. H4 cho em. Màu trắng, màu rêu các chị này. Ok chứ ạ, màu trắng, màu rêu, màu đen và tông màu nâu, 4 màu cho em. 4 màu cho em H4 đấy các chị ơi, tranh thủ nhá, mẫu này mẫu mới này. Sóc bờ em mặc là 260. Quần shop bò em mặc là 260, còn mã này là H4 cho em. H4 sẽ là mức giá 145.000 đồng. Ok chị ạ, 145.000 là chất nó siêu mát luôn, chất này nó không nóng không bí đâu các chị ơi. Không nóng không bí. Lên mã lên đơn chỉ là H4 kèm theo số điện thoại, mình chọn màu cho em được ạ. Chị Mai Anh rồi ạ, chị Mai Hoa Kim Sam ok em chất đơn đen thử nâu luôn nhá. Tóc này đồ đẹp luôn. Mà cái mẫu này mặc nó không bị hở, trông vậy nhưng mà nó không bị hở đâu nhá. Nó chỉ gọi là một hình cái dọc lệ ở bên vai thôi. Đây, hình dọc lệ ở bên vai như này. Các chị nhìn cho em tông màu nâu này. Chọn cho em tông màu nâu luôn nhá. H4 màu nâu kèm theo số điện thoại ạ. Chị Trúc Hương ok này, chị Thúy Lê có đơn hàng này. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại ạ. Còn áo này 145 này. Con này mặc với lại là quần. Chị Nguyễn Hiền đơn bên hàng bên em vẫn đang gọi điện chốt đơn nhá. Đơn hàng bên em vẫn đang gọi điện chốt đơn. Các chị chọn mẫu, chọn màu cho em luôn đi ạ. Đây màu nâu, nâu kiểu nâu đất ấy. Lấy cho chị một cái mã quần chip mà nó có ít kìa. Đây cái mã đấy cho các chị mình lấy dồn đơn hàng luôn đi. Đây có cái mã này cũng xinh lắm nhưng mà nó có ít. Đây là mã này nó có tầm 200 quần. Có 20 lố có 200 quần. Mã chip mới, cũng là chip mới cho em. Này bỏ cái này xuống cho chị đi. Rồi áo em mặc là mã H4 chị ơi. H4 chọn màu cho em. Dưới 60 cân nhá. 40 cân đến 60 cân đổ về. Chị San Lông Ngọc Hà rồi ạ. Sóc bò là mã Q093. Em có size 26, 27, 28 này. Đấy chứ ạ. Size 26, 27, 28 là các chị dưới 60 cân. 45 cân đến 60 cân đổ về. Các chị chốt mã này vừa cho em. Quần sóc là 260. Mã Q093. Đấy chứ ạ. Quần sóc là mã Q093. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại. Cho là các chị thì chốt đơn hàng. Đây lên một mã quần chip nữa nha. Quần chip này xinh lắm nhưng mà nó có ít thôi. Có ít hơn cái mã kia nhiều. Tại mã kia em đặt được 2.000 quần nhưng mã này chỉ có 200 quần. Đây. Cho các bác xem siêu phẩm. Một mã siêu phẩm quần chip 5 đây. Đây là mã quần chip 5 cho em. Ok chị ạ. Cái này là quần chip lụa. Chị nhắc quần chip lụa cho em này. Cái bảng màu của nó để đẹp thôi rồi. Đấy chứ ạ, chiếc này của em là chiếc lụa. Các chị nhìn nàng này. Ôi nhìn qua thấy nó xịn rồi. Đấy chứ ạ, nhìn cái màu nó thấy nó xịn rồi các bác nhá. Lên mã sản phẩm chứ là mã chip 5. Kèm theo số điện thoại dưới 60 cân em chốt nhé các chị yêu. Dưới 60 cân, đây các chị này. Đằng sau của nó là lưới ạ, mặc nhẹ tênh tênh luôn. Đó, lên mã lên đơn là chip 5 mà kèm theo số điện thoại là các chị mình chốt đơn ạ. 40 cân đến 60 cân, chị nhìn bảng màu của nó cho em. Đằng trước của nó sẽ là pha lụa. Để chạm đằng trước pha lụa cho em này. Siêu xinh mà toàn màu đẹp thôi các chị ơi. Để chạm toàn màu đẹp. Cái này em sẽ bán theo cả lố các chị nhá. Bán theo cả lố luôn này. Đẹp quá này các chị này. 340.000 một lố 10 quần. Ok chị ạ. 340.000 đồng một lố 10 quần cho em ạ. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại cho em. Và các chị mình chốt đơn hàng. Ê ơi này, dưới 60 cân em chốt các băng nhá. Dưới 60 cân em chốt đơn. Của chip này chip 5 cho em. Em chỉ có đúng 20 lố thôi. Khoảng 30 phút á, chị gọi vào cái số của bạn chốt đơn lúc nãy hộ em với. Chị Phạm Xuyến ok này. Rồi ok tình yêu ạ, sốc bò đi ạ, đợi em tí. Mã này các chị có phải là chip 4 cho em.
kèm theo số điện thoại cho nên là các chị mình chốt đơn hàng. Nhìn cái màu nó sang luôn, chị ạ, nhìn cái màu nó đẹp mà nó mềm lắm luôn. Cái này là pha lụa cho em nhá. Còn cái đũng của nó sẽ có cốt tông đấy chị này. Đấy chị ạ, đũng này có cốt tông cho em. Lên mã sản phẩm cho em là mã chip 4 ạ, kèm theo số điện thoại chip 5. Chip 5 kèm số điện thoại cho em, đẹp xỉu luôn. Đúng rồi chị Hồng Nguyễn ơi. À, một lố dồn đơn tối qua. Trời ơi sao dồn, nếu mà đơn tối qua mà gọi thì trước đơn em không dồn được đơn đâu. Đã gọi trước đơn là xin địa chỉ em gửi hàng rồi đấy ạ. Thì các chị mình sẽ phải đi đơn mới. Đấy, dồn là dồn luôn. Bây giờ nếu mà đơn hàng mà đang đi rồi thì không dồn được chị nhá. Thông cảm giúp em với. Đây là mã này là mã chip 5 cho em. Chip 5 kèm số điện thoại là 340.000 đồng một lố 10 quần. Đấy chị ạ, 340.000 đồng một lố 10 quần ạ. Lên mã lên đơn mà kèm ra số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn hàng. Toàn màu đẹp thôi. Cái mẫu này toàn màu đẹp các bác ạ. Đây. Đúng là thực sự luôn, là cầm vào cái quần đã thấy sướng rồi. Ok chị ạ, cầm cái quần đã thấy sướng mà chị nhìn cái màu của nó cho em nhé, toàn màu xinh thôi. Ok chị Nguyễn Hiền lên số điện thoại, chị ơi Nguyễn Oanh có, chị quen Nguyễn rồi, ok chốt đơn hàng ạ. Chip 5 mà cộng số điện thoại cho là mình lên đơn. Một trăm, à quên, mã này là 340.000. 340.000 đồng một lố. 340.000 đồng một lố 10 quần. Được chưa ạ, 10 quần liền nhá các chị ơi. Siêu xinh luôn. Đấy, đúng là đáng đồng tiền. Thực sự luôn ạ, mặc cái quần này cũng vậy là đáng đồng tiền luôn. Đấy, mã hàng kèm số điện thoại cho là các chị chốt đơn hàng. Có một nhiều mã lắm, bên ngoại trường có loại vài chục nghìn lỗ cũng có. Để chọn hoặc là hầu lỗ hơn trăm nghìn cũng có. Nhưng mà cái loại đấy là thực sự luôn là em không dám bán. Tại vì cái chất của nó nói chung là giá tiền đi đôi với chất lượng thôi ạ. Đúng rồi, tại vì đơn hàng đi rồi không dồn được đơn đâu chị Trinh Đinh ơi. Bây giờ đơn hàng em đã nhập máy rồi và cho lên xe rồi, cho lên xe hàng và đi đang đi trên đường vận chuyển rồi sẽ không dồn được đơn. Đấy chị thông cảm giúp em với nhá, chị Trinh Đinh nhá. Chị Hảo Pi rồi ạ, chị Vũ Thanh Phương có này, chị Hương Trịnh ok. Các chị lên mã sản phẩm là chip 5 cho em này. Xinh ơi là xinh luôn, nhận hàng các chị cứ kiểm tra hàng cho em. Để chị không đẹp cũng lấy tiền. Đấy chị có đúng 20 lố thôi. Có đúng 20 lố của mã này. Cho 20 chị được giá này thôi. Cho 20 chị được mã này cho em. Mã hàng cộng số điện thoại cho là chip 5 các chị ơi nhá. Giá là 2 à giá là mẫu chip nào form nhỏ nhất à? Xem mẫu nào form bé nhất nhỉ? Chị Mến Trần có này. Đợi em tí nhá chị Nguyễn Huệ nhá. Chị Mai Anh có này, Mai Ngoan Phun Xăm có này, Minh Hoàng có này. Ôi em chỉ có đúng 20 lố cho 20 chị thôi. Em đặt nhưng không có nữa, chỉ có đúng 20 lố thôi. Đấy là em ôm tất. Đấy, ví dụ quần kia có 2.000 quần em ôm hết mới được giá này. Chứ còn các chị mua bên ngoài cứ 60.000 một cái người ta bán cho các chị. Đấy, kể khách các chị cứ lấy cả lố về các chị bán lẻ cũng thế thôi. Tại vì cái gì bán lẻ giá cũng cao hơn là giá bán theo cả lố. Đấy, chị em mình được mua giá này. Tại vì chiếc này toàn hàng cao cấp mà các chị. Toàn hàng cao cấp thôi. Nên mặc phê lắm. Thì chị Nguyễn Yến có, chị Phạm Vân ok em chốt đơn hàng. Bảng màu của nó cho em này. Các chị nhìn màu này. Thì chị ạ, toàn màu đẹp, không có tông màu nào gọi là nó gọi là nó khó mặc hay như thế nào cả. Đấy, một lố cho em toàn màu xinh thôi. Giá là 340.000 một lố. Ok chị ạ, 340.000 đồng một lố. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn nhá. Xinh ơi là xinh luôn ạ. Lên tiếp áo đá các bác nha. Lên tiếp một mẫu áo đá nữa mới về. Cái form này bé thì em còn đúng một lố thôi chị ơi. Form này là form vừa đây. Đấy, nhưng mà cũng phải dưới 60 cân. 40 cân đến dưới 60 cân đấy các chị này. Cái mã này cũng xinh này, nhưng mà là hôm qua là cái mã chip 1 ý. Hôm qua là mã chip 1 nhưng bây giờ em còn đúng mấy lố thôi. Hết sạch luôn. Đây ạ. Em bảo rồi ạ, chị cứ loại đẹp vào bán. Đấy các chị, nhiều khi các chị bảo ui mặc bên trong thì nó không quan trọng gì, nhưng mà cũng phải thế đâu các chị ạ. Đấy chứ ạ, mặc cái quần nó gọi là hàng nó đẹp nó khác hẳn luôn. Đó, mặc quần hàng loại đẹp nó khác hẳn luôn. Mã này các chị coi là chip 1 nhá. Em vẫn còn mấy lố đâu. Chip 1 còn đúng mấy lố, các chị nhìn hàng cho em này. Một lố là 10 quần. Đấy chứ ạ, 10 quần cái bảng màu của nó sẽ như thế này. Đấy chứ ạ, 10 quần bảng màu của nó sẽ như thế này luôn. Mã này là 340.000 một lố nhá. Mã này chip 1 cho em. Lên nhiều mã các chị lại không biết là chốt mã nào luôn. Các chị nhìn này. Xinh ơi là xinh luôn. Chip 1 cách số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng. Đấy. 340.000. Một lố 10 quần. Mã này là mã chip 1 cho em. Dưới 60 cân em chốt. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn. Chip 1 còn hình như là còn mấy lố thôi. Rồi ok, đổi chip 4 sang chip 5 được. Chị Chiên Hùng nhá. Chị cứ báo như kia, các chị thích đổi mã nào cũng được. Chị Hảo Pi rồi ạ. Phạm Thị Nhài có. Mã này là mã chip 1 cho em. Hình như là còn có 5 lố các chị nhá. Còn 5 lố này. Để chị ạ, chốt cho 5 chị giá 340.000. Chốt cho 5 chị giá 340. Một lố 10 quần. Đấy, tính ra có 34.000 một cái. Mà các chị mua ngoài toàn 60.000 một cái.
Các chị nhìn này, màu đẹp ơi là đẹp luôn nhá. Để chưa? Lên mã sản phẩm, chứ là mã này là mã chip chip 1. Để chưa? Gọi là mặc nhẹ như không mặc luôn. Đấy, mặc nhẹ mà thoáng mát các chị ơi. Mặc mã sướng rồi, chị Hiền Đinh rồi. Ok, áo đá tiếp theo đợi em tí chị ơi. À, bán giỏi, hàng đẹp nữa cô vẫn thích. Mê hàng, mê người bán. Con lên áo đá gen cho cô xem đi. Chút nữa cô bận rồi à. Áo đá gen á. Áo đá gen thì cháu nhiều lắm cô ạ. Nhưng mà cô phải xem lại like của hôm qua ấy. Hôm qua cháu cũng có lên mấy mã đấy. Bây giờ nó muộn quá rồi ấy. Tại vì hàng nó về xong là lấy 5 cái này loại, 5 loại kia được không em à. Tại vì em đã bán rẻ rồi. Bây giờ tách set thì nó hơi ấy. Tại vì là giá thì nó khác nhau chứ không phải đồng giá. Để chạy nó không phải đồng giá cho nên là cũng là thôi các chị cứ lấy cả lố đi. Được mua giá rẻ nên các chị cứ lấy cả lố cho Loan ạ. Các chị ơi em bảo thật luôn đấy. Chứ còn giá trên này em cộng số lượng thôi. Em cộng giá số lượng các chị cứ yên tâm là các chị không bị mua đắt đâu. Mà cái mẫu nào đẹp ưng mình cứ lấy cả lố cho em mặc. Em tính em cũng thế. Em mà đã thích mẫu nào kể cả áo không thế em cứ lấy ạ. Ví dụ cái mẫu đấy là có ba màu, bốn màu em cứ lấy luôn cả màu, cả ba bốn màu ấy luôn. Các chị nhá, mã hàng cho em là chiếc này là chiếc 1 đi. Em còn có 5 lố không còn nhiều đâu ạ. Còn mỗi 5 lố thôi. Cặp cao là cái loại mà chiếc 4 này, nó là cặp cao đấy. Chiếc 3 còn mọi người, còn không? À chiếc 3 em còn chị ơi. Chị nông mẫu nhá, chị có mẹ em là chiếc 3 em còn. Chiếc 3 như là 300 nghìn sao đúng không? Đúng không? Ừ đúng rồi, chiếc 3 là 300 một lố. Chị đâu ấy? Đi ấy này, chị nào lấy ra bọn họ? Đi đâu về? Đi quảng. Đi 16 rồi. Đi lại hôm qua 16. Đây lên mã này đi. Này thì còn. Đây. Cái mã này cũng xinh này. Được chưa? Về toàn màu đẹp nhé các chị nhá. Đen trắng xanh. Được chưa? Đen trắng xanh cho em ạ. Mã hàng cho em là mã H. H mấy đây em ơi? H5 cho em. H5 kèm số điện thoại này. Ôi đẹp nhất cái nách luôn. Ok chị ạ, đẹp nhất nách luôn ạ. Mã hàng cho là mã H5, cách số điện thoại cho là mình lên đâu nào. Đấy, lại bảo là không đẹp đi các chị ơi. H5 cho em, trắng, đen và xanh các chị nhá. Size các chị cũng dưới 60 cân đổ về. Đấy, trời ơi cái chip 4. Loại nào cùng giá thì em tách được, còn loại nào khác giá thì em không tách được các chị yêu nhá. Chị cần búc, cần bích à? Quên đưa lại cái chip 4 đi. Nếu là cái chip 4 là cái chip mà hàng em bán là hàng quốc dân. Đấy chứ, em bán từ mấy năm nay rồi mà các chị vẫn cứ thích. Đấy, cái vì cái mẫu đấy thì các chị đã mua rất là nhiều rồi. Xong là ai cũng mặc được và mặc nó nhẹ tênh luôn. Mà giá em thấy như cái trang chạy quảng cáo người ta còn bán là 600 nghìn một lố. Người ta bán không bán một lố mà người ta sẽ bán 5 cái một là 300 nghìn đồng 5 cái. Các chị tính xem ạ, đúng không ạ? Có phải là 600 nghìn một lố không? Người ta bán toàn bán 5 cái một thôi là 300 nghìn một 5 cái. Em bán các chị 310 nghìn ạ, 10 cái luôn. Đây ạ, đây là mã. Đứa nào vừa tách cái set này ra đấy. Đây, cái này có 5 cái thôi. Lố 10 cái cơ mà. Lấy cho chị 10 cái đủ màu đây. Lấy cho người ta có 5 cái thì có mấy màu. Ok, áo cung ngực có luôn. Đây là H5 đúng không? H5 kèm số điện thoại cho em ạ, 155.000 một áo. Đợi em tí em cho các chị xem áo, xem quần chip 4 nhá. Cái gì đấy chị Hoa? Quần gì? Quần quy ấy, đấy hả? Không còn cái áo nào đâu, 90 cái vét hết cho khách rồi. Bạn bảo đứa nào sang nhập đơn được rồi cái đây, các chị nhìn hình này. Hình này toàn bộ hình đính đá cho em mà đá nó rất là sáng luôn. Bây giờ cho các chị xem cái hình của màu trắng và màu đen nhá. Đấy chứ ạ, của cả màu trắng màu đen luôn, đá màu cho em ạ. Toàn bộ đá màu, mã hàng chỉ là H5. Em đang có size các chị 45-65 cân. Đấy chứ ạ, 45-65 cân em chốt đơn hàng ạ. Huyền ơi, có một cái mã không có cổ của hàng cao cấp ý, hàng đẹp ấy. Để chỗ nào ấy nhỉ? Cái mã kiểu này này. Đây là kiểu này nữa. Mới sắp để chỗ nào. Hai áo này, hai quần này nhá. Hai áo đâu, hai quần nào? Hai quần này không có. Rồi ạ, lên mã hàng trên là H5 cả cộng cho số điện thoại cho em 155.000 đồng một áo ạ. Em đã có trắng đen xanh 3 màu nhá các chị nhá. Trắng đen xanh 3 màu ạ. Lên mã lên đơn và kèm cho số điện thoại cho em. Đây màu trắng các chị này. Ok chị ạ, đây là tông màu trắng cho em. Xinh ơi là xinh luôn, cổ phô bọc viền các chị nhá. E30 chiều hôm qua là mã nào nhỉ? Hả? Còn tí nào không?
Rồi H5 cho em, chị Trung Nguyễn có, chị Vui Nguyễn ok này. Mình cứ lên mã hàng với số điện thoại bên em gọi chốt đơn nhá. Có thể là like của tầm giờ này là phải đến sang ngày mai nhé mới gọi được đấy. Nên các chị thông cảm nhé, tại vì là đơn hôm qua nhà em vẫn chưa chốt xong. Đơn hôm qua nhà em còn chưa chốt xong hết đâu, có là đơn trưa nay nữa, bây giờ lại đơn chiều hôm nay nữa. Các chị thông cảm nhé, em sẽ gọi chốt đơn lần lượt hết nhá. Chị Liên Béo ok chốt H5 này, chị Hạnh Lê có trắng xanh này. Đây bác nào chốt trắng xanh trắng cứ làm cho em cả bao màu bao cái đi. Bao màu bao cái toàn bộ hàng đẹp luôn. Mẫu mới. Lên mã hàng này H5 ạ. Đây màu đen này ạ. Đây là tông màu đen các chị này. Đá nó sáng như thế này. Để chạm toàn bộ đá ép nhiệt cho em ạ, hàng cao cấp cho em các chị yêu nhá. Toàn bộ hàng cao cấp ạ, mã hàng cho em là H5 kèm theo số điện thoại cho mình lên đơn. Đây thử màu trắng luôn ạ. Có hàng mới về là máy điện thoại nó reo liên tục luôn. Đây các chị này, em đang mặc em để buông bình thường đấy các chị nhá. Dáng của nó form vừa đấy, nó không phải dài quá và ngắn quá đâu. Đấy, mã này H5 cho các chị chọn trên tông màu trắng. Chọn trên tông màu trắng. Đó, chị Hoàng Thị Trang này, chị Mai Ngoan Cung Sam Hương Vũ có này. Áo này là 155.000 em yêu ơi, 155.000 một cái nhá. 155.000 này, chọn màu đen, màu trắng, màu xanh. Phan Thị Trinh có ạ, chị Lê Ngoan chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cách số điện thoại trên là các chị mình lên đơn 155.000 đồng, em qua mẫu luôn này. Các chị nào có chốt màu nào mình lên màu đấy, bảng màu luôn cho em. Kèm theo số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn nhé. Trần Điệp có này. Đây. Đây quần chip 4 đây, chị nào đang chưa xem được cái mã quần chip 4 này lên lại hộ em cái. Đấy, chị nào chốt rồi thì thôi nhé, còn là chị nào chưa lên số điện thoại thì chốt luôn mã này chứ là chip 4 này. Là quần chip đen. Đấy chị ạ, quần chip ken bụng này. Đó, lên mã chip 4 cho em ạ, em bảo rồi ạ. Các chị em mình không nhanh là không có, tại vì mã này về ạ, nửa năm nay mới có hàng. Nửa năm nay mới về được hàng, các chị nhìn bảng màu cho em này. Mã hàng chỉ là chip 4 và kèm theo số điện thoại cho em. Xinh ơi là xinh, chất lượng của nó đẹp quá gọi là. Để chị ạ, ngon lành luôn. Giá là 310.000 một lố, 10 quần. Mã hàng chỉ là chip 4 cho em, các chị nhìn bảng màu nhá. Để chị ạ, gọi là chip thần thánh luôn ý. Đấy, cạp to cho em, bảng màu này, toàn màu xinh thôi. Toàn màu xinh thôi, các chị nhìn hàng cho em với ạ. Chip 4 kèm số điện thoại, cái gen nó mềm ơi là mềm. Đây màu đen cho em này. Đấy, bảng màu nó sẽ có đủ màu luôn các chị ạ. Bảng màu nó sẽ có đủ màu luôn ạ. Lên mã lên đơn mà kèm số điện thoại đỏ nó chỉ có đúng hình như là có một chiếc mà thôi. Đấy, còn đâu là các màu, tông màu khác các chị nhá. Đây, những cái tông màu này cho em này. Rất là đẹp luôn ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho các chị chốt đơn ạ. 310.000. Mã này là size các chị mình dưới, phong các chị mình dưới 60 cân mã chip 4. Rồi áo em mặc là H5. Chip em vừa lên lúc nãy xong là mã chip 1 chị ơi. Còn mã này là mã chip 4 này. Đấy có mấy mã bây giờ, nếu các chị mà chưa xem đúng mã thì các chị vào like xem một em lại với. Chị Nguyễn Thị Thanh ok, chị Nguyễn Oanh có đơn hàng ạ, chị Minh Thùy có đơn. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng nhá. Mã chip 4 đi các chị ơi nhanh nhá. Tại vì là em không có số lượng nhiều, đúng 200 lố. Đấy chứ ạ, nó rất khoảng là 2.000 quần. 2.000 quần. Em bảo gửi trong đúng một like ạ. Chả gọi chị gì ạ, chị Thọ Nguyễn cho em số điện thoại với ạ. Để chạy chị Minh Phương, Nguyễn Thị Hảo, Trần Yến ok chốt đơn hàng ạ. Rồi chị 4 em xin phép qua mẫu luôn nhé. Chị 4 310 em đảm bảo luôn, các chị mua giá này nhà em có thì cứ bấm phải chuột, không có giá này đâu. Tất cả các shop line người ta không ai bán giá này đâu ạ. Vì nhà em nhập số lượng nhiều. Để chạy nhập số lượng nhiều hàng ôm lô. Ôi giời ơi, em không thể nào gọi đúng vào 11 rồi. Em căm giờ đấy em gọi chị được chị An La Hường ơi, mình thông cảm giúp em với, tại vì em sẽ gọi cho danh sách. Thế mà gọi bảo đợi đúng 11 giờ gọi chị thì em sẽ không gọi được theo giờ như thế chị ơi. Em mình thông cảm nhá. Chị Hương Thanh ok, quần chip xinh ơi là xinh luôn. Lâu rồi chị không gọi, không được gọi em à. Chị Vinh Hoàng Thị Trang xin số điện thoại nhá. Ok, chị Mến Trần này, chị Yến Nguyễn có. Em bảo rồi cái mã chip 4 em hết hàng nửa năm nay rồi. Không có, đặt không đặt được hàng. Không đặt được hàng. Con gấu này cũng xinh này. Con gấu đá này, gấu đá LV nó cũng đẹp nhá. Tiếp theo mẫu H6 ạ. Tiếp cho em mã H6 kèm theo số điện thoại ạ. Để chị ạ, H6 kèm số điện thoại. Toàn bộ cái hình đằng trước là hình đá cho em. Thọ Nguyễn chip Hạnh Đinh có này. Chị Kinh Vũ có đơn ạ. Nhớ là chip 4, chip 1 nó khác nhau đi nhá. Chip 4, chip 1 nó khác nhau đấy. Tiếp theo cho em mã này H6. Tiếp theo mã này cho em là mã H6 và kèm cho số điện thoại. Rồi ôi hôm nay hàng hôm nay về phát hết luôn.
Được chưa? Về phát hết luôn các chị nhìn đá này. Được chưa? Nhìn mẫu đá cho em này. Mã này các chị lên đâu nào chứ là mã H6 và kèm số điện thoại ạ. À. Đủ size các chị mình dưới 65 cân nhá. E23 còn không nàng ơi. E23 là mã gì đấy mọi người ơi? E23. Ôi, mình đang hỏi E23 xem còn không. Đợi em tí lên phong có cổ ạ. Minh Minh có chiếc 4 này. À, chị ơi, cái mã này đánh sai là size 1XL với 2XL, nó không đánh là size XML đâu. Cái áo phông, phông này các chị ơi, nó toàn đánh là size 1X với 2XL thôi, chứ không đánh là SML. 1X là size nhỏ, 2X là size to. Đấy, chỉ có 2 size thôi nhá. Các chị nghe rõ hộ em với không, lúc ấy cứ đợi, cứ đòi em mà em ơi, chốt chị size S, size M, size L là em không có. Phông có cổ đợi em 1 phút. Để em lên mã này xong em qua mẫu phông có cổ luôn. Cho em là mã mã này là mã H6 các chị nhá. H6 kèm số điện thoại ạ. À, có áo crop top chị ơi, hôm nay áo chữ thập em về thêm. Mắt kính sự thanh thu phùng có trang đoàn ổ. Mã này là 155.000. Em mặc cho em phát là các chị chốt chưa báo giá các chị đã chốt hết rồi. Em chưa báo giá các chị đã chốt hết rồi đây này. Các chọn màu đen, màu trắng, màu xanh cho em 3 màu, size các chị dưới 65 cân nhá. Mã này là H6 cho em 155.000 một áo. H6 155.000 đồng ạ. À. Các chị lên mã lên đơn và kèm cho số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn hàng. Đây H6 đây. Trà mi có này. Các chị sóc xịt em mặc là mã sóc Q095 à Q093. Quần em mặc là Q093. Cách số điện thoại trên quần này 206. Hàng Quảng Châu nhá. Áo đá cũng hàng Quảng Châu các chị này. Nhìn từ tem túi của nó các chị biết luôn. Đó, nhìn từ tem từ các chị biết luôn, các chị đang mua ngoài hơn 200.000 một cái, 250 đến 280-300.000. Mã này các chị lên đơn là H6 các chị ơi. Màu đen này các chị này, H6 màu đen, H6 màu xanh và H6 trên màu trắng kèm cho số điện thoại cho em, 155.000 một áo. Ok chị ạ, 155.000 H6 ạ. Cái nhà này mày dở còn ở dưới chân kìa, em lấy dở đi. Cái kia còn không? Còn dưới nhà còn nhưng mà dở đấy. Đây màu xanh đây, chị chẳng bác nào chốt xanh lên xanh cho em, H6 màu xanh ạ. H6 màu xanh kèm số điện thoại. Lên phông áo không rộng đợi em tí. Mắt kính sự thanh ok chốt đơn hàng này. Đấy chạy chị Kim Hoàng có H5. Đây là H6 chị ơi. H6 là hình con gấu đá. Đấy chạy đính chữ cho em như này. Chịu đính đá. Mã hàng chứ là H6 kèm theo số điện thoại cho em đá màu như các chị nhá. Nó pha với nâu nâu rất là đẹp luôn. Đấy chạy họa tiết LV cho em này. Họa tiết LV. Mã hàng cho em là H6. Nhưng em sẽ gọi cho danh sách chị Trang Đoàn nhá. Gọi cho danh sách đấy ạ, chị Kim Vân ok. Ví dụ đơn hôm qua chốt xong thì mới chốt đơn đến buổi tầm giờ này. Các chị mình thông cảm thì em phải gọi cho danh sách hết một lượt đấy ạ. À, phông có cổ đây, chị Kim Vân ok chốt H6 màu trắng này. Phông có cổ xem chị mã này xem có. Đang chút, khoảng lúc còn mấy con đang chút. Nó đang chốt được 195 hả? Ừ, đúng rồi, 195. Nhưng mà xem một tới xem mã này có còn không ạ, các bạn ơi. Chốt. Cứ lên nhá. Em không có cổ đấy các chị này. Không có cổ hàng cao cấp đấy ạ. Đây không này hàng Quảng Châu. Rồi H6 em qua mẫu luôn các chị nhá. H6 em qua mẫu này. Bạn nào chốt H6 lên luôn. Kim Tuyến cho em xin lại số nhá. Chị Phạm Yến có, chị Phương Vũ chút xanh trắng này. Phong của lốp tốp đây chị ơi. Trời ơi bây giờ em không biết là các chị mỗi người một ý. Bây giờ em từ từ em sẽ lên dần dần nhá các chị nhá. Em sẽ lên dần dần luôn. Mã này các chị mình chọn cho em màu với size vừa. Để cho em lên màu đỏ trước đi. Không có cổ màu đỏ các chị này. Để chạm hàng xịn cho em. Đấy, bây giờ cho các chị từ xem từ túi mác của nó luôn đã. Cho các chị mình xem từ hàng hãng túi mác của nó luôn. Mã này các chị có mày là mã H7 ạ. H7 và kèm theo số điện thoại cho em. Em có size M, size L các chị tầm khoảng là 63 cân đổ về em chốt đơn. 63 cân đổ về các chị tầm 45, 46 cân đổ lên nhá. 45, 46 cân đến tầm 63 cân đổ về em chốt đơn hàng. Mã này các chị có phải là H6 và kèm theo số điện thoại ạ. À H7 cho em. H7 và lên số điện thoại cho là mình lên đơn ạ. Đầu FM bây giờ bắt đầu nó bắt đầu là lơ tơ vời rồi.
Đây không có cổ đây, mã này là có size M với size L. Em đang có size M, size L màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu than, 4 màu. À đâu, không phải nhá. Có, à có cả màu hồng nữa, màu hồng nhạt nữa. Màu hồng nhạt nữa nhà em còn chưa treo ra. Cái màu đen, màu than nữa. Đấy, mã này chưa là mã H7 ạ. H7 cộng số điện thoại cho em 195.000 một áo. Ok, chặn 195.000 ạ. Các chị lên mã lên đơn cho em. Em có size M với size L 2 size các chị ơi nhá. ML 2 size mã H7 ạ. Thì chọn cho em màu hồng các chị này. Chọn cho em tông màu hồng ạ. Chọn cho em tông màu đỏ em mặc đây. Và tông màu trắng này. Đó, tông màu trắng cho em, cái này là đính đá. Để chặn logo đính đá ép nhiệt cho em. Logo thêu cho em nhá, cái chữ này chữ thêu và đính đá bên ngoài này. Đó, và tông màu xanh than, có cả tông màu đen nữa. Đây tông màu xanh than này, mã hàng chưa là H7 màu than. Và H7 cho em ạ, tông màu đen, đen có cả XL các chị dưới 65-66 cân. Màu đen có cả sót XL luôn này. Đấy, M. Màu đen em có M lợi. Mỗi màu em còn sót hình như là 1G sao, 1G, 2G. Đấy chứ ạ, mỗi màu còn 2G. H7 cho em nhá, 195.000 đồng. Lục Hương, Vinh Hoàng Thị, Hà Hùng rồi ok. Ok, chị Trần Minh Chính nha. Thế thì gửi đổi, gửi lại luôn cho em, đổi cho cái khác. Nhưng mà không mặc vừa mông to đúng không? Còn sớ là mông to quá là mặc hơi cũng hơi khó đấy. Đây các chị này, em màu đen. Chị Đào Trúc màu nào lên màu đấy cho em. Phong các chị này, xịn ơi là xịn luôn, hàng Quảng Châu cao cấp các chị nhá. 195.000 đồng. Lên mã sản phẩm cho em là H7 ạ, kèm theo màu số điện thoại. Chị Hà Phùng lên, Phương Vũ lên số điện thoại chị ơi. Chị nào chưa có số điện thoại lên đơn, lên mã hàng và số điện thoại giúp em nhá. Đây màu đen này. Đấy chạm xanh than này. Đấy chạm màu trắng này. Ok chưa ạ, màu hồng nhạt các chị này, màu hồng nhạt và tông màu đỏ cho em. Màu nào cũng xinh luôn. Nhưng hồng nhạt hình như là còn mỗi một cái thôi. Hồng nhạt đây còn đúng một chiếc size M thôi là hết này. Đấy, tại vì mã này có ít lắm, hết sạch thành xanh luôn, chưa có hàng về bù. Nó chưa có hàng về bù cho em còn sót một ít thôi. Nào, xếp vào chị cái. Đỉnh lắm luôn, H7. Đây, clip top em về bổ sung đây. Được chưa ạ, clip top em về bổ sung. Mã này các chị comment là mã các chị comment áo chữ thập đi. Sao mình tìm cho nó dễ nhỉ. Comment giúp em là áo chữ thập và kèm số điện thoại ạ. Đây các chị ơi, đó là dáng crop top cho em nhé. Đủ màu, 4 màu cho em. Đây các chị yêu, đây là áo chữ thập cho em này. Hôm nay các chị nhà mình từ 40 cân đến tầm 57-58 cân nhé. 40 cân đến tầm 57-58 cân em chốt đơn là áo chữ thập có cách số điện thoại ạ. Mã này bao nhiêu tiền đấy các bạn ơi? Em đang có trắng này. Để chạm nâu của chị này. Trắng, nâu, xanh và đen 4 màu. Trắng, nâu, xanh, đen 4 màu cho em. 40 cân đến tầm 57 cân đổ về em chốt đơn hàng. Đấy các chị mình chọn màu cho em áo crop top. Trắng này rất là dễ mặc luôn ạ. Cổ vuông nhá. Đen, xanh. Được chưa ạ? Bao tiền? 139.000 một áo. Ok chị ạ, 139.000 đồng trên một áo chữ thập hàng tàu cho em. Rất là xinh luôn. Các chị nhìn chất này. Được chưa ạ? Chất gọi là đã đời luôn, là 139 cho em. Các chị lên đơn nhá. Mã hàng cho là áo chữ thập và kèm theo số điện thoại ạ. Áo chữ thập và kèm theo số điện thoại cho em. Các chị mình chốt đơn hàng ạ, 139.000 đồng. Màu than đen H7 dồn đơn. Ok chị Hà Hùng này. Chị Kim Tuyến ok nhá. Đấy, tí là bác nào thích áo đá để em lên một vài mẫu nữa cho các bác dồn đơn luôn. Rồi áo chữ thập đi ạ, màu xanh, xanh trắng đen nâu 4 màu. Xanh trắng đen nâu 4 màu ạ, lên mã lên đơn mà kèm theo số điện thoại ạ. Xinh lắm luôn, cái chất này nó không bị bay đâu. Dự luôn cái chất này nó không bị mai, không bị nhão đâu các bác nhá. Mã hàng trên là áo chữ thập có cách số điện thoại, trên là mình chốt đơn hàng 139.000 một áo. Chị Liên Đoàn ok. Đây các chị mình ơi, hàng đẹp các chị nhá. Đấy chạm chất xuống lắm luôn các chị nhá. Màu này, màu nâu này các chị này. Nhận hàng kiểm hàng kiểm thanh toán hàng này, hàng Quảng Châu đấy. Đấy chạm các chị nhìn cho em từ tem mác của nó luôn. Mã hàng cách số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn hàng ạ, 139.000 đồng một áo. Đến tầm 57 cân thôi. Quần bò dáng lỡ không Loan ơi à. Quần bò dáng lỡ em còn ít thôi chị ạ. Em còn ít lắm. Đấy chị nào chốt áo cổ vuông các chị lên đơn là áo chữ thập đi ạ.
có như này lần sau mà nếu mà có bỏ mã đi thì mình nói là áo chữ thập thì em vẫn chốt được mã này. Đấy, chị Minh Thắng có này, chạy kim tuyến của đá 980, bò rắn nữa. Em có quần kiểu bò bét ghi đó chị nhá, quần kiểu quần bò bét ghi à, Phương Vũ chốt xanh trắng này, đây xanh của bên ngoài là xanh đậm đậm đấy, rất là đẹp luôn, xanh kiểu đậm đậm cho em. Mã hàng trên là áo chữ thập cho em màu xanh, em số điện thoại ạ. Đây, chị nào chốt xanh lên xanh cho em nhé. Được chưa? Cái này các chị đi giày thể thao rất là đẹp luôn. Áo chữ thập cho em màu xanh, kèm theo số điện thoại ạ. Xanh, nâu, đen, trắng. Chị Dung Nguyễn có, Thúy Lê có, Lan Minh Nguyễn à, chị Bùi Uyên. Những cái dòng này là chị nào kiểu là dòng eo eo nhỏ nhá, kiểu dáng crop top đấy ạ. Em nói luôn là dáng ngắn, dáng crop top đấy. Chị nào thích mặc những cái dòng này các chị mình chốt. Thế còn là chị nào mà bụng to xong các chị lại bảo là em ơi đến nơi lại bảo là em ơi sao mà nó ngắn cún cỡn thế này. Vì nó là dáng crop top thì nó phải mặc cái kiểu như thế này cho em. Thế nhiều chị không biết lại tưởng nó là dáng dài đấy. Đấy, thì em phải nói luôn trên line là nó là dáng ngắn. Dáng ngắn kiểu crop top cho em ạ. Các chị mình chốt lên mã cộng số điện thoại cho em. Các chị này màu nâu này, xanh nâu đen trắng 4 màu, mã là áo chữ thập kèm theo số điện thoại. Đấy chị ạ, chị Ban Hoa, Mai Ngoan Phun Xăm có này, Hà Hoàng Thị có này. À, quần bò để tí em kiểm hàng đấy chị ơi, tại vì quần bò bây giờ em không còn số lượng nhiều đâu, đa số là còn quần shop là nhiều thôi. Đa số là còn quần shop, còn quần dài thì em đang cháy hàng. Đây còn nâu này. Mình còn mấy con rút rút thế nào cậu ơi? Đây ạ. Màu nâu đây, rút nào. Mấy con rút này màu be cũng được chứ. Ở chỗ khu này này. Nhưng mà đây nó cũng chẳng còn nhiều. Đây màu nâu đấy các chị ơi. Áo chữ thập màu nâu đấy chị nhá. Rồi, Vườn Lan Thành Đạt. Hôm nay có ai gọi cho chị nào tên là Vườn Lan Thành Đạt không? Hà Hoàng Thị này, Ban Hoa này. Ok, em chốt đơn. Tiếp các chị mã áo không kẻ nhá. Tiếp không kẻ các chị luôn này. Rồi, không kẻ lên giờ này luôn. Xem luôn này các chị yêu. Em ơi này, áo này. Tiếp mã này cho em là mã này là mã H bao nhiêu đây? Huyền ơi, đến H bao nhiêu rồi? H8 nhỉ ạ. H8 mà lên số điện thoại cho em. Không rộng các chị nhá, không rộng, không kẻ rộng cho em như này. Đấy chứ ạ, không kẻ rộng cho em ạ. H8 kèm số điện thoại cho em ạ. Cái mã này dưới 6 là không? Mã này là dưới 65 cân em chốt đơn. Ok cho các bác ạ. Mã hàng chứ là H8 cách số điện thoại cho em ạ. 100 ạ, 15.000 một áo. Đấy, dưới 65 cân em chốt đơn. Mã này các chị nghĩ là dòng không kẻ. Nó kiểu dọc không kể trên 115.000. Mã hàng cho em là H8 kèm theo số điện thoại ạ. Em còn sót một cọc thôi các chị ơi. Dưới 65 con em nhận đơn mã này nhá. Chị Bách Thảo ạ. Đơn chưa mà đã đi gọi điện chốt đơn là em gửi đơn đi hàng đi rồi. Chị Hà Hùng ơi, mình không dồn được. Mình em không thể nào em đơn nhân viên thì em đi tìm đơn để dồn đơn được. Thế mình thông cảm giúp em với nhá. Đã đơn mới đi xong là mình dồn một thể. Ok chị Dương Đông này. Mã này em còn tầm chục cái thôi. 115.000 một áo. Áo chữ thập chị TG Sữa Ngọc Anh ok này. Thế giới Sữa Ngọc Anh đúng không? Ok chị này. Mã này là mã H8 ạ. Kẻ xanh cho em rất là đẹp và chất co giãn. Chữ này chữ theo cho em nhé. 115.000 một áo. Lên mã hàng cộng số điện thoại của hàng Phong 1985. Rất là đẹp luôn. Đấy, vừa đẹp vừa rẻ ạ. Phong rộng màu đen và nâu còn thung em à, để chị gọi dồn đơn luôn. Đây, đợi em tí có luôn. Nâu đen có cái mã này. Hình như mã này mình còn chưa bán ấy. Có nhiều mã em còn quên em không bán ấy các chị ạ. Em về luôn, em về nhiều mẫu quá em quên em không bán ấy. Đúng rồi, cái mã này hình như mình quên mất đây này. Đây nâu đen có cái mã này là có cả nâu cả đen, xanh là hồng với lại là vàng trắng 5 màu. Đúng rồi, mã này quên chưa bán đây này các chị này. Đẹp ơi là đẹp luôn. Mã H8 em qua mẫu nhá, bắt đầu chút H8 mấy đơn dồn luôn đi ạ. Cũng hợp đặt lại đây chị ơi. Mã em có cả nâu cả đen. Xinh ơi là xinh luôn. Nâu đen vàng hồng trắng 5 màu. Đây các chị này. Phong này phong sắn tay. Đấy chị ạ, phong sắn tay gấu, phong sắn ở tay cho em ấy rất là đẹp và mát các chị nhá. Ok chị ạ, mã này các chị có mày là mã H9. H9 mà lên số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn nhá. Em thử màu nâu luôn này.
không về rồi. Con vào kho gì vừa nào? Không, con ơi. Sợ nhỉ? Tây màu nâu form này chốt đến tầm dưới 60 cân. Ok dạ, 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng. Mã hàng cho em là H9 ạ. H9 là 100. Mã này là bao nhiêu tiền? Không phải 109. Mã này là 139.000 một áo. 139.000 đồng, các chị chọn cho em màu à. Em đang có màu đen này. Ok chị ạ, màu đen này. Màu vàng, màu cốm, các chị nhắc màu nào gọi màu cốm đi. Ok chị ạ, màu cốm cho em này. Màu cốm này, màu trắng này các chị ơi. Đấy chị ạ, màu trắng, màu hồng với tông màu xanh ngọc. Nâu nữa, nâu là em đang mặc trên người nhé các chị nhá. 139 đồng các chị, mình chọn màu cho em phi size các chị tầm mà dưới tầm 60 cân, 40 cân đến 60 cân, mã này em chốt đơn. Đấy, đến tầm dưới 60 cân em chốt đơn, mã này các chị comment là mã H9 kèm theo màu với số điện thoại ạ. Vị hiện hàng Loan là có thật à? Chị gọi vào số nào không nhấc máy à chị? Đây ạ, màu xanh đây. Chất đẹp lắm luôn các chị ơi. Thế chạm phông cổ bọc viền cho em. Thế chạm vào tay sắn cho em, các chị mặc có rất là trẻ luôn ạ. Mã hàng cho là mã H9 nha các chị ơi. H9 và kèm vào số điện thoại, chị các chị mình lên đơn hàng ạ. Đấy, mẫu này là 139.000. Em thử con cốm mà lên này. Mẫu này hôm trước mà lên là hết hàng luôn. Thì các chị hỏi mà em bị quên, chứ nhớ ra là có mã này. Để nó nhiều về nhiều, không kịp lót được luôn hàng ấy. Đây một cốm cho em. Mã hàng là H9 các chị ơi nhé, H9. Em thử cốm luôn. Cốm các chị này, kiểu màu vàng cốm ấy. Đấy, chị nào chốt có vẻ là H9 cho em nhá. Xanh ngọc đồ nơn ok. Chị nào chốt màu vàng cốm các chị lên đơn hàng nhá. Cốm hồng này. Đấy chị ạ, màu hồng, màu xanh, màu nâu, màu đen, màu trắng, tất cả là có 5 màu các chị ơi. Có 5 màu cho em. Lên mã lên đơn cho là H9 và kèm theo số điện thoại ạ. Xinh ơi là xinh luôn các chị, nhìn màu này. Đấy, chất mắt lạnh luôn, nhận hàng chất không mát không đẹp các chị trả lại em. 65 cân vừa đó ạ, em chốt đơn các chị mình dưới 60 cân. Chốt đơn các chị mình dưới 60 cân đấy ạ. Mã hàng kia là H9, em màu hồng đấy ạ. Trời ơi hồng, toàn màu đẹp thôi. Thôi em nghỉ đã nha các chị nhá. Để cho em nghỉ đây. Chị đi qua shop vào có mua được không ạ? Chị cứ xem mã xong là vào bên em lấy cho, lấy hàng cho. Đây, rất là xinh luôn đấy. Em cứ gọi là ở nhà các chị mình cứ mặc quần sóc áo phông kia là thoải mái nhất, mà chất này nó mát các chị nhá, nó không bị nóng đâu. Cái trạng riêng hàng phông này thì em bao chất bao giá luôn. Phông nghe em các chị đã mua một em một lần là chỉ có nghiện trở lên thôi. Đấy, 139.000, 139.000 một áo H9. Hay lên thêm một áo đá nữa đi để chị dồn đơn tiện thể à. Áo đá bây giờ chị thích kiểu đá kiểu như nào để em lên, tại vì em nhiều mẫu áo đá lắm. Chị Hoàng Thu Trinh Nguyễn ok. Em chốt đơn hàng ạ. Bùi Uyên chốt xanh cốm này. Chị Bùi Hiền ok em chốt đơn này. Đây hồng này, hồng này cũng đẹp này. Chị nào chốt hồng yên hồng cho em luôn. Đó, mã này là H9 cho màu hồng các chị nhá. H9 màu hồng cộng theo số điện thoại cho em và các chị lên đơn hàng. Phông này toàn bộ phông tàu, chất nó rất là đẹp luôn. 139. Phông đá à, phông đá kiểu trẻ hay là kiểu trung trung tuổi chị Trang Đoàn? Bây giờ chị thích màu trẻ hay màu trung tuổi? À kiểu trẻ hay kiểu trung tuổi em lên. Tại vì em có cả loại trẻ loại trung nhá. Nóng cởi gì cả.
không đá mỗi này các chị có phải là mã H10. H10 cộng số điện thoại ạ. À. Chị Trang Đào rồi ok, lên loại trung tuổi à? Rồi có luôn chị ơi. Đây đá trẻ đây, đá trẻ là những cái kiểu như này. Đó là đá trẻ. Còn trung tuổi là kiểu đa số là đá đen. Đấy, mẫu này các chị có phải là mã H10 cho em nhé. H10 cộng số điện thoại ạ. À. Đây đá tàu hàng đẹp các chị này. Đây là hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Mẫu này có size dưới 65 cân. Có size cho các chị em mình dưới 65 cân lên đơn. Mã hàng chưa là mã H10 ạ, kèm theo số điện thoại ạ. Mã này trên là H10 thì đủ màu luôn. Đủ màu size các chị dưới 65 cân đổ với em chốt đơn. Các chị nhìn hình này, siêu xinh luôn nhá. Đây là có xanh này. Ok chị ạ, H10 có màu xanh, H10 có màu đen. Đấy chị ạ, H10 có màu hồng đậm này và H10 trên màu trắng. Em mặc là hồng nhạt các chị nhá. Em đang mặc là tông màu hồng nhạt có hình chữ ví rất là xinh luôn, đính đá. Mã sản phẩm cho em là H10 155.000 một áo. Trả lại bao nhiêu? Mã này mã H10 thì chọn màu luôn cho em. Thì mã này có ít. Đấy chị ạ, mã này có ít. Các chị chọn cho màu trắng này. Toàn bộ hàng đính đá hàng trung hàng trẻ cho em. Nói chung là những cái dòng này trẻ mặc được, trung mặc được. Đó, trẻ mặc được, trung mặc được. Chị Bùi Yên cho em xin số điện thoại nhá. Đây nhìn qua em từ tem từ mác của nó luôn. Mẫu mới về. Đấy chị ạ, lâu lắm mới về được cái hàng này các chị này. Đấy, em mới lấy luôn. Lâu lắm mới về được những cái hàng này em phải lên luôn. Mã sản phẩm trên là mã H10 kèm với số điện thoại cho là mình lên đơn hàng nhá. 155.000 dưới 65 cân, 45 đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mã này các chị mình từ 45 đến 65 cân, các chị chọn cho em tông màu trắng này. Ok chị ạ. H10 cho em tông màu trắng. Đấy, cổ phông bọc viền cho em, đính đá ép nhiệt. H10 cho em tông màu xanh. Ok chị ạ, tông màu xanh cho em ạ. Hạnh Lê này, Đinh Thị Nhi, chị Lục Dương, ok em chúc ơn. Đây cho các chị xem màu của nó luôn nhá. Trời ơi, 155.000 một áo, quá rẻ và đẹp luôn. Đấy chị ạ, mã này bên ngoài người ta cứ bán 250-300.000 một cái. Đấy chị ạ, toàn hàng 250-300.000. Em tặng các chị trên line em là 155.000 đồng. Em có size 1X với 2XL, các chị 45 cân đổ lên đấy chị nhá. 45 cân đổ lên đến tầm khoảng là 65 cân đổ về em chốt đơn. Đây màu xanh cho em. Đây màu hồng này, có tông màu đen, màu trắng. Đấy, màu hồng đậm nhá các chị ơi, hồng kiểu hồng đậm hồng sen ấy. Hồng đậm hồng sen cho em ấy, màu siêu đẹp luôn. Lên mã hàng cho em là H5 ạ. À, H10. Chị Nguyễn Thơ chị giọt nắng ok. Không có cổ em lên rồi mà chị thấy không có cổ, bây giờ là em chưa có mẫu mới đâu. Đấy chưa có mẫu mới. Nhưng những cái mẫu em đã bán qua rồi là em sale hết rồi em sẽ không nhập. Trời ơi cái đứa nào hôm nay nó nhập hàng cho khách đây này, nó còn sót áo phông đây này. Tại sao lại bảo bên này vẫn còn sót mấy cái này, cái Huyền phải không? Huyền đây mình nhập hàng của gì cho khách vẫn bị sót hàng đây này. Thì mới được 90 cái. Đây này. Ở ngoài này sót mấy cái. Mắt cái tớn lên. Đây 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 đây. Đấy chị ạ. Mã này là H10 đấy các chị ơi, H10 cho em. Được chị Trang Đoàn nhá. Chị Phạm Thị Tuyết có này, chị Nguyễn Thơ rồi à, ok. Mã hàng là H10, các chị chọn màu luôn cho em. Tại vì mã này không có được nhiều đâu các chị ơi. Tại vì em phải like giờ này là các chị biết là hàng em có rất là ít mã này. Cái mã này này. Đây hồng đậm cho em. Hồng đậm mình chỉ có vài chiếc. Đấy chị ạ, toàn hàng VIP thôi các chị nhá. Toàn hàng VIP hàng độc thôi các chị này. Mà giá các chị chỉ có 155.000 đồng. Đấy, chất đanh mà nó dày dặn nhá các chị ơi. 155.000 một áo. Lên mã sản phẩm là H10 kèm số điện thoại dưới 65 con em chốt đơn chị Hương Lê ơi. Dưới 65 con em chốt đơn hàng. Lên mã lên đơn mà cộng cho số điện thoại ạ. Xinh ơi là xinh luôn các chị nha. Ô cái quần kia về ạ, 2.000 quần này. Bây giờ thấy vơi đáng kể luôn. Đấy là còn chưa xuống like các chị đã chốt hết rồi đây kìa.
Rồi cho chị màu đen, ok chị Lê Hợp. Chị Hương Lê nhá, dưới 65 cân. Chị Trần Thủy ok, chốt xanh trắng này. Hồng nhạt cũng đẹp nhá các chị nhá. Cái hồng nhạt đây này. Đen, xanh. Đấy chị ạ, chọn màu cho em. Ok chị ạ, chọn màu chọn size vừa. Chọn màu chọn size vừa. Mã hàng chị là H10, cọc số điện thoại ạ. Đưa chị con laptop đi. Cái hình này. Cái tim á. Laptop tim. Có nhiều hàng, có nhiều. Lên một mẫu của laptop nữa nhá các chị nhá. Đây các chị này, đây là màu xanh của H10. Ok chị ạ, màu xanh của mã H10 cho em. Lên mã lên đơn cho là H10 kèm cho màu số điện thoại ạ. Thái Nghị, Phạm Yến, Trần Thủy, Đăng Thủy, có Hưng Vũ, ok. Trời ơi, toàn màu đẹp thôi các chị ơi. Thì chỗ ít quá, bị tiếc tiền ship à. Trời ơi, bao nhiêu cái mà ít. Có size chị ơi, hàng này có size mà. Có size 1X, 2X. Tương đương với lại size ML. Đấy chị ạ, có size 1XL, 2XL tương đương với size M, với size L. Các chị chọn cho em đặt lên mã hàng kèm số điện thoại nhá. Trời ơi, tiền ship có 30.000 thì các chị được mua hàng nó đẹp như này. Nhiều khi các chị cứ kiểu là em ơi được miễn ship thì chị mua, nhưng mà có chỗ người ta bán miễn ship nhưng là chắc chắn là người ta cũng cộng hết với giá thành sản phẩm thôi, chứ không đáng bao nhiêu tiền đâu chị ơi. Miễn sao là mình mua được hàng đẹp và giá cả nó cũng phải chăng. Đấy chị ạ, mình cảm thấy là giá hợp lý rồi. Đấy thì mình không phải lăn tăn tiền ship làm cái gì. Trọng Quy rồi ạ, chị Nguyễn Hoàn có son phấn, có Thúy Ngô rồi, ok. Đấy chị ạ, có 155.000 con áo này, các chị đang mua ngoài hơn 200.000 cái. 250 đúng không? 250 một cái này này. Đấy là giá mà mình mua kiểu là mua lẻ ấy, mua khắp lẻ ấy. Thái Anh dép rồi, ok. Đây ạ, trắng này, màu toàn bộ đá ép nhiệt và hình đẹp các chị nhá. Toàn bộ em chọn các chị toàn là hình đẹp thôi. Nào qua mẫu đi. Tiếp là các chị một mẫu này nữa này. Ôi cái tóc em nó gọi là nó bẩn, nó khô chứ sao thế này. Đây, có cái màu cốm cốm này cũng đẹp luôn nhá. Cái mắt này H11 cho em. Con này là em đăng bài gần hết rồi. Được chưa ạ? Đây các chị này thì tim theo nhá. Cái này cũng là dáng close top. Mã này các chị comment là H11 kèm theo số điện thoại cho em. Màu cốm này, để chọn màu trắng này, màu be, màu đen và tông màu xanh xanh dương, để chọn xanh dương. Các chị nhá, mình chọn màu cho em, hình theo cho em ạ, dáng của lốp tốp đến tầm 56 cân, 40 cân đến 56 cân đổ về, mã hàng cho là H11 và kèm theo số điện thoại là các chị mình chốt đơn hàng. Chị Hài Nguyễn rồi, ok chị luôn này. Sao chị đang mặc đây em? Sao đang mặc là các chị dưới 60 cân? Sắt đang mặc là dưới 60 cân, 45 cân dưới 60 cân em chốt đơn. Đấy, mã này là 206, mã Q093 là quần sóc. Q093 chứ là quần sóc. Không H10 rồi ok. Áo em đang mặc là mã này là H11 chị ơi. Đấy mình cứ chọn màu cho em. Được chưa ạ? Mình cứ chọn màu cho em, H11 là 135.000 một áo. Mã này chứ là 135.000 đồng ạ, mình chọn màu chọn size vừa. À quên, cái này là một size nhất các chị nhá, có giãn. Đấy, 135.000 một áo. Các chị này chất nó đẹp nhá. Để cho em chọn, các chị em thiên về chất lắm đấy. Chứ còn những cái chất vớ vẩn là em không dám bán cho các chị đâu. Tại vì là hàng này em có chỗ đồng kiểm, thì em không dám chọn các chị những cái chất lượng nó kém chất lượng cho các chị đâu. Các chị yên tâm luôn. Đấy, mã này là H11 cho em. H11 ạ. Là áo đá. Áo đá đen có cổ màu đen không em? Đá đen có cổ màu đen á? Có đi chị ơi. Phùng điệu, phùng diệu ok. Nhưng mà nó chỉ gọi là đính logo đá thôi. Mã này là mã H11 cho em này. Theo tim cho em, theo tim theo chữ. Đấy, màu be đây và tông màu trắng. Các chị lên mã lên đơn và cộng theo số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn hàng. Mã này là 135.000. Dáng crop top cho em ạ. 135, hôm trước lên mã này chốt gọi là bay nóc nhà luôn. Đấy, chốt gọi là bay nóc nhà luôn cái mã này này. H11 cho em các chị lên đơn hàng nhá, 135.000 một áo. Rồi ok chị Minh Trang, chị Minh Tùy rồi ok em chúc đơn hàng. Đen trắng ạ, B. Em thử cho các chị xem cái màu của xanh hơi khẩu khuất sắc xanh dương cho em. Đấy thì em gọi cái màu là màu xanh dương các chị nhá. Xanh dương này.
màu xanh dương đây. Chị nào chốt xanh dương lên đơn nhá. Màu nào cũng xinh. Huyền ơi, lấy chị cái quần sóc mã này đi Huyền ơi. Lấy quần sóc mã này đi. Mã Q093 em còn ít, size 26, 27, 28. Gần hết rồi. Sóc này hàng 260. Đây. Sóc này hàng 260. Em có size 26, 27, 28 là các chị 45 đến tầm khoảng 60 cân nhá. 45 đến 60 cân là em chốt đơn hàng ạ. Đấy chạy, có size 26, 27, 28 các chị ơi, sóc bỏ khói cho em chút co giãn ạ. Nó rất là mềm luôn, mặc không bị cảm giác nó khó chịu một tí nào luôn. Đó, lên cho em mã hàng một kèm với số điện thoại. Màu khói này, cái này là gốc gấu cho em. Chất siêu phinh và mềm luôn các chị yêu nhá. Giá các chị trên line nghĩa là giá 260.000. Các chị mix với lại áo phông rất là đẹp. Đấy, kể cả có lỗ tông thế luôn các chị này. Lên form nó đẹp như thế này luôn. Nó không bị rộng quá mà tùng tình quá đâu. Mà chất nó gọi là các chị giặt nó không bị bay và không bị xù. Đấy chạy, không bay không xù và không bị phai màu. Mã hàng là sóc 093, à Q093. Đấy, size 26, 27, 28. Áo em mặc là mã H11 chị Hiền Lê ơi. Áo em mặc là mã H11, còn đây là mã Q093 cho em 260.000 một quần. 260.000 đồng một quần sóc này Cẩm Châu cho em đấy. Đấy chạy, siêu xinh luôn. Mã này cũng còn ít ít thôi các chị nha. Còn một cái Q86, size 32. Sót một cái. Rồi Q093 size 28 chị Nga Phạm này. Chị Nga Phạm chốt hát từ màu xanh dương. Đằng ngắn em chưa có, nhưng mà có hàng thì giá nó cao. Nó lại trở về mức giá cũ chứ không có bán giá được giá theo thế đâu chị ơi. Chị Vũ Minh Loan ok chốt đen này. Bác nào chốt trắng lên trắng luôn cho em nhá. Đây màu trắng còn hàng không? Màu trắng còn có mấy cái rồi. Màu trắng em còn 5-6 con. Được chưa? Màu trắng đây, bác nào chốt trắng lên trắng cho em. Mặc với sóc thì quá đẹp luôn. Hoặc là mặc cái quần sớ ấy nhỉ. Những con này mặc cái quần sớ thì đỉnh lắm. Chất mịn ạ. Đây màu trắng đây, dám vừa đẹp các chị nhá. Đây đây chưa? Mã hàng cho em là H11 cho em màu trắng. Mã này là mã H11 chị ơi. Mã này H11 cho em. Vũ Bình Loan chốt đen này. Ôi đầu tóc. Thôi nghỉ thôi nhở các chị nhá. Em nghỉ đây. Tối lên tiếp nhá. Ok chị, em nghỉ đây tối lên tiếp. Mã này các chị comment là H11 cho em nhá. Chị giọt nắng ok. Mình chọn cho em màu đấy. Chọn màu cho em. Hoặc là các chị làm khoảng 5-6-5-7 cân. Còn tổng là 5-6-5-7 cân đổ với em chốt đơn. Lên mã lên đâu chỉ là H11 và kèm theo số điện thoại. Chứ là các chị mình lên đơn hàng. Siêu xinh luôn. Có này các chị đi mặc với sóc bò ấy. Đấy chạm rất là đẹp luôn. Rất là gọn luôn các bác nhá. Mã hàng kèm theo số điện thoại chỉ là các chị chốt đơn hàng. Có áo cung ngực không mọi người ơi? Có áo cung ngực không? Áo cung ngực 159.000 đồng em còn chị ơi. Áo cung ngực 159.000 đồng cho em ạ. Còn em còn hai màu đấy ạ. Bình Nguyễn có này, chị Trần Thủy có. Ngố em có chị ơi. Nguyễn Thùy Dương ok chốt đơn hàng. Quần ngố là cái mã nào ở ngoài kia đấy? Thì còn mã nào ở ngoài kia cho chị xem một mã quần ngố luôn đây nào. Thế bảo xuống là các chị cứ vẫn có hỏi, vẫn có muốn mua nữa đúng không? Vẫn cứ muốn em lấy cho các chị để các chị lấy dồn đeo một thể. Chị Vinh Trang với trắng này, Trúc Thanh có đen trắng này. Đây các chị cứ lấy đen trắng cho em, B em còn 2 chiếc thôi nhá. Cái màu B em còn đúng 2 cái thôi, bác nào chốt B lên B cho em luôn này. B còn đúng 2 chiếc sót lại thế ạ. Mã này là mã H11 và kèm theo số điện thoại cho em. Mã này là 155, à quên, 130 mấy nghìn, 135.000. Mã này là 135.000, đây quần ngố này. Đây ngố đây em còn loại. Đây là quần dài má ơi. Ngố này á? Đây là quần dài rồi. Đây quần gấp gấu đi. Đây là quần dài. Đây quần dài này còn số lượng không? Còn 5 cái. Còn đúng 5 cái size gì đây? Size 26. Cô này còn 5 cái size 2 mấy, size 26. Hàng bao nhiêu tiền đấy? 4 cái 26 một cái. Hàng này hàng bao nhiêu? 350. Hàng 350 à? Ừ. Đấy chị ạ, bò, quần bò này. Quần bò này hàng 350 chị nhá. Là có size 26, 27 à? Ừ. Em còn size 26, 27 hàng Quảng Châu. Còn mỗi một con á? Hết sạch luôn. Không có hàng, cháy hàng. Quần là 350 các chị ạ. Mã hàng là Q285. Q285 của con quen nhỉ? Quen, Q285 các bác nào chốt luôn, em còn size 26, 27 thôi.
size 26, 27 chúc các chị tầm khoảng 56, 56, 57 cân đổ về. Đấy chạm 45 cân đấy tầm 56, 57 cân đổ về em chụp đơn. Mã này là 350 chị nhá. 350 một quần. Lên mã hàng chuyên là Q285 kèm số điện thoại ạ. Chị Hiền Lê, quần áo chip về cho ủi em lên lúc đầu like tí vào xem lại của em nhá. Quần lỡ bò à? Lỡ bò còn sót 1-2 chiếc nữa chị ơi. Quần em mặc là 260, là quần Q093 260. Dạ Q093 chứ là 260.000, nó là quần này này. Đeo quần này cho em 260.000. Đấy chạm dáng em đang mặc đây. Đấy, form dáng vừa cho em. Lên mã sản phẩm cộng theo số điện thoại trên là các chị chốt đơn hàng ạ. Em nghỉ nhá. Bye bye các chị yêu, hẹn các chị tối hôm nay nhá.